Tôi bị thoái hóa khớp gối, có tim chắc nhờn mà vẫn còn rất là đau, khó khi di chuyển. Trong cái trường hợp này thì nhớ giùm con là thứ nhất là cái chắc nhờn nó chỉ giúp cho bôi trơn thôi, nó giảm cho mình cái ma sát thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình vẫn bị đau, thì chứng tỏ là tổn thương trong cái khớp của chú á, nó có bị nhiều hơn. Và cái chắc nhờn nó không làm lành được cái tổn thương và nó chỉ có bôi trơn thôi. Và trong cái trường hợp này thì cô cần phải bổ sung thêm những cái thành phần mà nó giúp làm lành những cái tổn thương. Ví dụ như là huyết tương thì nó làm giảm cái tiểu cầu, hay là gì, huyết tương mà nó giàu cái tiểu cầu thì nó nhiều cái bạch cầu. Và hai cái loại này thì nó khác nhau nhé. Và trong trường hợp này thì cô bác anh chị lưu ý giùm con là có huyết tương mà giàu tiểu cầu, nghèo có bạch cầu thì nó sẽ tối ưu hơn và nó tốt hơn. Như vậy thì quan trọng nhất là mình cần phải đi tìm ở cái nơi nào uy tín, là những cái bác sĩ, những cái phòng khám, những nơi nào mà uy tín để mà mình làm được cái điều đó. Và kèm theo đó là có những cái máy mà tập vật lý trị liệu nó kết hợp mà, thì nó mới được đó. Và con nghĩ trong trường hợp của mình thì nên điều trị sớm và đừng để cái tình trạng này nó kéo dài nữa nha.